cọ bồn cầu. Nhưng vừa sáng hôm sau đã lột xác trở thành một nữ quái hoàn toàn khác, đội tóc giả lên, tô một lớp trang điểm đậm, rồi nhận lấy từ tay tiếp tân một chiếc thẻ phòng vạn năng, ghi lại số phòng trên tờ giấy ăn rồi thả vào cốc nước tiêu hủy. Tiếp đến cô chậm chậm bước lên lầu, trước tiên gọi điện vào trong phòng. Nếu không ai nghe máy, chứng tỏ bên trong không có ai. Quẹt thẻ, mở cửa, thuận lợi bước vào trong. Hóa ra thân phận khác của Letty chính là một siêu trộm. Trước tiên là két sắt của khách, quần áo hàng hiệu, giày da cao cấp, đồ uống thượng hạng, nước hoa đắt tiền, quần lọt khe. Chỉ cần bạn dám để lại cô ta sẽ dám trộm đi. Đột nhiên điện thoại văng lên, tiếp tân bảo cô mau chóng rời đi. Khách hàng sống trong phòng này đã quay lại. Cô muốn đem theo cả điếu xì gà trên giường, nhưng một giây do dự đã bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng. Muốn mở cửa chuồn đi nhưng đã quá muộn. Phút hoảng loạn cô chỉ đánh nấp trong tủ quần áo, còn đánh rơi thẻ phòng trên mặt sàn. Hai người đàn ông bước vào trong, cô nín thở không dám động đậy. Tiếp tân đáng chết còn gửi tin nhắn cho cô. May mà Letty nhanh tay chuyển sang trạng thái im lặng, suýt nữa thì bị phát hiện. Bỗng người đàn ông nhìn thấy chiếc thẻ phòng trên sàn. Letty vừa thấy an tâm tí đã làm quả đứng tim. May mà anh ta tưởng nhầm là thẻ của mình liền tiện tay nhét vào túi quần. Hai người đàn ông làm vài ly rượu xong, một người trong số đó liền lấy ra một chiếc túi giấy, bên trong là từng xấp tiền mặt chắc nịch. Letty vốn tưởng rằng bọn họ chỉ đang bàn chuyện làm ăn, nào ngờ nội dung cuộc nói chuyện phía sau khiến cô kinh hãi lạnh sống lưng. Hóa ra tên dây cướp này đang định thuê sát thủ phía đối diện giết chết vợ mình. Hai bên giao hẹn sáng mai sẽ hành động. Letty nấp một góc nghe rõ tường tận kế hoạch của bọn chúng. Sát thủ sau khi tiễn dây cướp đi khỏi lại bước thẳng về phía tủ quần áo. Letty sợ hãi suýt nữa lên cơn đau tim. May mà sát thủ bỗng nhận được cuộc điện thoại cô mới may mắn giữ được mạng. Anh ta có vẻ rất mệt, vừa nằm lên giường đã ngủ khò khò. Letty đợi một lát, nghe thấy bên ngoài vọng lại tiếng ngáy, cô mới dám rón rén bước ra, xách theo túi to túi nhỏ rời khỏi căn phòng. Letty trở về nhà, đây là một khách sạn giá rẻ ở bên đường. Trong phòng chất đầy các loại chiến lợi phẩm. Nghỉ ngơi một chút, cô vẫn phải cắn răng đến phòng gã sát thủ thêm chuyến nữa. Nghĩ cách lấy lại chiếc thẻ vạn năng của mình, đó là báu vật kiếm cơm của cô. Letty trước tiên hóa trang, lấy hết dũng khí gọi cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là mẹ của cô. Letty cầu xin được gặp con trai nhưng bị người mẹ thẳng thừng từ chối. Bà mắng cô cả đời không làm nên trò trống gì, còn nói những lời vô cùng khó nghe. Letty nén cơn giận tiếp tục cầu khẩn nhưng điện thoại đã bị ngắt đứt giữa chừng. Cô bực tức không có chỗ xả, trực tiếp đập vỡ ống nói. Nhiều lúc kẻ thù mạnh đến mấy cũng không làm bạn gục ngã, nhưng chỉ một câu nói từ người thân yêu lại khiến thế giới của bạn như sụp đổ. Letty trở về khách sạn 5 sao, trùng hợp trông thấy sát thủ bước ra từ thang máy. Cô ý thức được thẻ phòng vạn năng rất có thể vẫn đang nằm trên người hắn ta, nên lập tức bám theo sau. Hai người đi tới một quán bar. Letty vốn định nấp một bên đợi thời cơ ra tay, nào ngờ sát thủ lại chủ động bắt chuyện với cô. Cô chỉ đành tương kế tự kế tiếp chuyện lại anh ta. Nào ngờ vừa nói lửa tình đã bùng cháy dưới tác dụng của men rượu say. Hai người trở về phòng người đàn ông ân ái với nhau một đêm. Ngày hôm sau vừa sáng, Letty tỉnh dậy từ cơn say, phát hiện bản thân lại đang nằm trên giường gã sát thủ. Bỗng chốc cảm thấy người mẹ mắng chửi mình không oan tí nào. Nhìn tủ quần áo trong phòng, cô đột nhiên nhớ ra sáng nay sát thủ sẽ giết chết vợ dây cướp. Có lẽ mình có thể ngăn chặn chuyện này xảy ra, nhưng lại không được báo cảnh sát. Cách duy nhất chính là trực tiếp thông báo cho người phụ nữ đó. Cô lục được bức thư trong cặp gã sát thủ rồi ghi lại địa chỉ nhà dây cướp, chào hỏi qua loa hắn rồi vội vã gọi xe phóng thẳng tới đó. Trùng hợp trông thấy dây cướp lái xe rời đi, cô nhìn đồng hồ, chỉ còn lại một phút nữa. Letty nồng nặc mùi rượu gõ cửa nói với nữ chủ nhà người chồng đang muốn sát hại bà. Đối phương vừa nghe định đuổi con điên này đi, Letty lại trực tiếp nói ra tên chồng bà ta, còn nói một phút nữa ông ta sẽ gọi tới bảo bà lên lầu tìm ví tiền cho ông ta. Làm vậy để tiện cho việc sát thủ lẻn vào trong, người vợ bán tín bán nghi cho Letty vào nhà. Quả nhiên liền nhận được điện thoại của chồng, đến đây bà ta thực sự đã tin. Hai người vừa định trốn chạy lại trông thấy sát thủ đã lái xe tới, bọn họ chỉ đành chạy lên lầu. Người vợ nấp trong tủ quần áo, còn Letty nhận lấy khẩu súng trong nhà nấp sau cánh cửa. Quả nhiên bắt quả tang gã sát thủ lẻn vào nhà. Biết được Letty vốn không phải cảnh sát, hắn bỗng ngây người ra. Tại sao phải mạo hiểm cứu giúp một người lạ vậy chứ? Sát thủ nói với cô trong xe hắn còn có 50.000 đô, còn ném chìa khóa lại, bảo Letty cầm tiền rồi lượn, đừng nhúng tay vào chuyện này. Lúc này người vợ cũng đã báo cảnh sát. Biết được Letty là một tên trộm, bà ta liền nhận lấy súng nhắm chuẩn gã sát thủ. Letty vội lên xe hắn ta rời đi, trông thấy xe cảnh sát đang phóng như bay tới. Mọi thứ chắc đã ổn rồi. Letty vui sướng đi thẳng tới nhà mẹ cầu khẩn cho cô gặp con trai một lần. Nào ngờ người mẹ vừa trông thấy cô đã đe dọa báo cảnh sát. Thực sự hết cách, cô chỉ đành để lại trong hòm thư vài tập tiền rồi trở về khách sạn giá rẻ của mình. Nhưng vẫn chưa đợi cô hoàn hồn lại, tên sát thủ đã đạp cửa xông vào. Letty tâm trạng suy sụp bảo hắn hãy mau nổ súng đi. Sát thủ đang định bóp cò lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn phát hiện cô vẫn còn giá trị lợi dụng. Hai người lái xe tới khách sạn. Letty không muốn ở chung một phòng với hắn nên đã bảo tiếp tân mở cửa hai phòng. Nhưng khách sạn 5 sao, ở khu nghỉ mát này lại chỉ có 15 phòng và đều đã có người thuê. Trở về phòng, gã sát thủ bóp chặt cổ cảnh cáo cô ngoan ngoãn hợp tác, đồng thời hứa rằng chỉ cần Letty giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ sẽ không thèm động đến một sợi tóc của cô. Nhưng chính vào lúc này Letty nhận được điện thoại của quan tòa, nói cô ngày mai nhất định phải có mặt đúng giờ, nếu không sẽ hoàn toàn mất đi quyền giám hộ nuôi con. Letty cũng không rõ sẽ phải ở lại đó đến khi nào, xem ra bắt buộc phải tìm cách trốn khỏi.
Gã sát thủ lấy ra một chiếc nhẫn cưới bảo cô đeo vào tay gấp rút đi thực hiện nhiệm vụ. Letty ăn mặc lịch sự đi tới quán rượu, mục tiêu cũng đã xuất hiện, chỉ thấy cô cố tình làm đổ cốc rượu để thu hút sự chú ý của mọi người. Tiếp đến rút chiếc ví da từ trong túi sách mục tiêu, giả vờ nhặt được trên sàn và trả lại, lập tức đã có được thiện cảm của đối phương. Vài cốc rượu uống vào, mọi người dường như đã trở nên thân thiết. Letty một phút không kìm được thói xấu đã lại bộc phát, trực tiếp tháo chiếc dây chuyền vàng trên cổ đối phương rơi thẳng vào tay mình. Thao tác này đã không lọt qua khỏi tầm mắt của gã sát thủ. Hắn bảo cô lập tức trả lại chiếc vòng cổ. Nếu dây dưa làm hỏng chuyện tốt của hắn sẽ khiến cô vĩnh viễn không được thấy con trai mình nữa. Letty vội xuống lầu giao sợi dây chuyền cho tiếp tân nói nhặt được ngoài hành lang. Lúc bước qua cửa sổ cô thoáng thấy chiếc xe của gã sát thủ, đột nhiên nhớ tới để phòng ngừa việc mình trộm chìa khóa xe. Hắn ta đã giấu chìa khóa trong két sắt, dựa vào âm thanh nút bấm khác nhau, Letty trong nháy mắt đã giải được mật khẩu. Cô vội trở về phòng, trùng hợp gã sát thủ đang tắm. Letty cố tình nói chuyện lớn tiếng để che đi âm thanh bấm nút, thuận lợi mở két sắt lấy được chìa khóa xe. Cô chú ý tới bên trong còn có một phong thư màu vàng. Dưới sự thúc giục của tính tò mò, cô mở ra xem thử. Hóa ra mục tiêu lần này chính là chồng của người phụ nữ ở quán rượu. Không nghĩ nhiều được nữa, cô cấp tốc thu dọn đồ đạc chạy xuống lầu, lại trùng hợp bắt gặp đám bạn thân đang say xỉn. Trông thấy Letty liền rủ cô cùng tham gia. Letty sợ bọn họ làm ồn chỉ đành bước lại ứng phó trước đã. Nhưng vừa phút chốc, gã sát thủ đã đuổi tới đây. Kế hoạch bỏ trốn thất bại. Ngày hôm sau vừa sáng, gã sát thủ hẹn mục tiêu đi đánh gôn. Một bên Letty phụ trách giữ chân người phụ nữ tại quán rượu. Vừa tới nơi, gã sát thủ đã lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói vài năm trước ông uống rượu rồi lái xe đâm chết một cậu bé 8 tuổi, gây tai nạn xong còn bỏ trốn. Ông còn huy động nhân lực giúp mình thoát tội. Tôi nhận được sự nhờ cậy của bố mẹ cậu bé đó, hôm nay tới đây để giành lại chính nghĩa tới muộn. Người đàn ông vừa nghe sợ khiếp vía lập tức bỏ chạy. Gã sát thủ vẫn đuổi theo kịch liệt phía sau. Một bên khác, Letty cùng bạn thân chơi đùa vô cùng ăn ý. Người phụ nữ uống rượu xong liền buông lời thật lòng, kể cho cô nghe một bí mật động trời. Hóa ra nhiều năm trước chồng cô ta uống rượu rồi lái xe đâm chết một đứa trẻ. Bản thân ngồi ghế phụ đã chứng kiến tất cả mọi thứ, nhưng vì gia đình nên đã ngụy tạo chứng cứ giả. Từ đó trở đi quan hệ của hai người bắt đầu sa sút trầm trọng, bắt đầu chán ghét lẫn nhau. Người nói vô tình người nghe có ý. Letty nhân cơ hội rủ cô ta cùng mình bỏ trốn. Hai người đi tới bãi đỗ xe lại phát hiện một chiếc xe sân gôn. Chồng của người phụ nữ sớm nằm bất động trên đó, sớm đã tắt thở. Gã sát thủ xông tới bịt chặt miệng rồi sát hại luôn cả cô ta. Sau đó nhét thi thể hai vợ chồng xấu số vào cốp xe. Letty thấy vậy sợ rợn tóc gáy, nhưng bị gã sát thủ chĩa thẳng súng vào đầu ép cô quay trở về. Để che mắt mọi người, hai người lại phải ở lại khách sạn thêm một đêm nữa. Ngày hôm sau vừa sáng giả vờ không có chuyện gì xảy ra rồi cùng nhau rời đi, lái xe tới một cánh rừng hoang vu hẻo lánh. Nơi đây sớm đã đỗ sẵn chiếc xe điện tự động của hai vợ chồng nạn nhân. Hóa ra nửa đêm hôm qua, gã sát thủ đã lén lái chiếc xe chứa hai thi thể tới đây. Hai người định đổi lộ trình của chiếc xe điện tự động này, lái thẳng tới bãi phế liệu chuyên phụ trách phi tang. Nhưng bọn họ không biết được rằng, lượng điện còn lại của chiếc xe vốn không đủ để đi tới được nơi đó. Nếu như não người cũng có thể nhân bản, vậy có nghĩa